Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn Samco vừa cho biết là dự án xây dựng bến xe miền Đông mới trên địa bàn quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Theo đó thì bến xe miền Đông mới sẽ có diện tích hơn 16 ha, được xây dựng như một khu phức hợp đa chức năng gồm các kho trung chuyển, giao dịch hàng hóa và khu thương mại dịch vụ với diện tích sàn xây dựng lên đến 700.000 m2. Dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng bến xe miền Đông mới vào khoảng 4.000 tỷ đồng và sẽ được hoàn thành vào năm 2018 để vận hành đồng bộ với dự án tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Để thực hiện cho dự án này thì Samco đã đề xuất với các cấp thẩm quyền được huy động vốn đầu tư xây dựng bến xe mà không cần vốn từ ngân sách và vốn của chủ sở hữu. Mới đây thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý với đề xuất trên và giao cho các cơ quan chức năng hướng dẫn Samco thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.